Chào mừng em quay trở lại với kênh công cụ của Meta.vn. Trong video hôm nay, Meta sẽ giới thiệu đến các anh em một bộ máy bắt vít dùng pin cao cấp đến từ thương hiệu Makita DF012DSE. Cả bộ sản phẩm này thì đang được bán với giá là 2.790.000 đồng tại Meta.vn. So sánh với các dòng máy bắt vít dùng pin cầm tay trên thị trường thì em này có khá giá chát. Vậy lý do tại sao mà nó lại mắc hơn và sản phẩm này có đáng để anh em bỏ tiền ra sở hữu không? Hãy cùng Meta tìm hiểu trong video hôm nay nhé. Về bộ sản phẩm thì như em có thể thấy là hãng đã trang bị cho bộ máy này một hộp đựng chuyên dụng rất chắc chắn như thế này. Điều này thì rất tiện để anh em cất giữ và bảo quản dụng cụ, cũng như là cho anh em nào hay phải mang theo khi làm việc. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng đập hộp xem là trong bộ sản phẩm này bao gồm những gì. Đầu tiên là bao gồm một phiếu bảo hành hướng dẫn sử dụng, một máy bắt vít cầm tay dùng pin Makita DF012DSE, một bộ sạc. Ngoài ra còn có một hộp dụng cụ đựng pin dự phòng và hai vít chuyên dụng PH1 và PH2. Như đầu video thì mình cũng đã nói là giá của mã Makita DF012DSE này khá là mắc, tận 2.790.000 đồng. Trong khi mã Makita 6723DW cùng thương hiệu này thì có nhiều phụ kiện hơn, nhiều đầu bắt vít hơn nhưng lại có giá rẻ hơn, hiện chỉ có 780.000 đồng tại Meta.vn. Một phần là do thông số kỹ thuật, Makita DF012DSE có hai tốc độ bắt vít là 200 vòng trên phút và 650 vòng trên phút, trong khi Makita 6723DW chỉ có một tốc độ là 200 vòng trên phút thôi. Về thiết kế thì Makita DF012DSE nhìn cũng đẹp mắt và chắc tay hơn. 6723DW thì không có pin dự phòng mà chỉ dùng một adapter để sạc thôi. Như thế thì khá là bất tiện, khi mà máy hết pin thì sẽ không có gì để thay thế. Pin của nó thì cũng là đời cũ và độ trâu thì không thể nào bằng DF012DSE rồi. Máy bắt vít dùng pin Makita DF012DSE thì sử dụng pin đời mới lithium, điện thế thì từ 7.2 cho đến 10.8V, dung lượng là 1.5Ah, bền hơn. Tất nhiên so với mã 6723DW thì DF012DSE xịn hơn rồi. Đây là bộ sạc của máy. Khi cắm điện thì đèn sẽ nhấp nháy màu xanh. Khi anh em sạc pin đúng cực thì đèn mới hiện đỏ, và khi đèn chuyển xanh thì có nghĩa là pin đã đầy. Phía dưới đế máy là khoang chứa pin và pin dự phòng, bạn có thể dễ dàng tháo mở. Hai phía bên cạnh là nút công tắc đảo chiều trái phải. Phía trên là nút khóa công tắc. Phía trên nữa là nút tốc độ, máy thì có hai tốc độ như mình đã nói ở phía trên. Bên cạnh là công tắc bật đèn pin. Con này thì sử dụng đầu lục giác, anh em có thể mua thêm bên ngoài những đầu mũi vít và mũi khoan lục giác phù hợp để thay thế rất là dễ dàng. Khi lắp mũi vít thì anh em gắn mũi vít vào và kéo giữ đầu lục giác, rất là dễ dàng. Khi tháo thì cũng tương tự như vậy. Con này có một ưu điểm so với dòng máy bắt vít chạy điện, đó là nhỏ gọn, linh động và đa năng, có thể mang theo dễ dàng, thao tác trong không gian chật hẹp hay dùng để sửa chữa trong gia đình hoặc là sửa chữa chuyên nghiệp đều được. Như vậy là Meta vừa giới thiệu cho anh em những ưu và nhược điểm của máy bắt vít dùng pin Makita DF012DSE này. Con này thì gần như là hoàn hảo, chỉ có cái là giá của nó khá mắc so với các sản phẩm cùng loại thôi, nhưng chất lượng thì cực ok. Nên mình nghĩ là anh em nào muốn trang bị một bộ sản phẩm tốt để sửa chữa chuyên nghiệp thì hoàn toàn đáng tiền bỏ ra mua nhé. Máy này thì xuất xứ thương hiệu tại Nhật Bản, bảo hành 6 tháng, miễn phí vận chuyển trong nội thành Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh khi mà anh em mua hàng tại meta.vn. Anh em có thể đặt mua máy bằng cách là để lại số điện thoại ngay dưới comment của video hoặc là liên hệ trực tiếp đến hotline trên màn hình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.